Dạ vâng, xin chào toàn thể quý anh chị đã đến với kênh YouTube của xưởng đồng bộ Tuấn Thành chúng em. Và hiện tại đang là 5:30 chiều ngày 26 tháng 4 năm 2020. Vâng, và trong video ngày hôm nay chính là một số đặc biệt mà em muốn dành cho quý anh chị đang có nhu cầu sắm cho gia đình mình những sản phẩm đồ hồ cây. Vâng, đây là một video rất đặc biệt dành cho quý anh chị. Vâng. Và như quý anh chị đã thấy trước mặt quý anh chị đây chính là 4 mẫu sản phẩm đồ hồ cây với 4 mẫu kiểu dáng khác nhau. Và hiện tại trên thị trường những sản phẩm này đang có giá là từ 7 triệu đến 8 triệu đồng. Và số đặc biệt trong video ngày hôm nay là gì? Vâng, và đó chính là điều mà hôm nay em muốn dành tặng cho quý anh chị đang yêu thích những sản phẩm đồng hồ cây, và cũng như quý vị anh chị đang theo dõi xưởng đồ gỗ Tuấn Thành cho em trong thời gian vừa qua, là hôm nay chúng em sẽ giảm giá đặc biệt những sản phẩm này. Hiện nay trên thị trường đang bán với giá từ 7 đến 8 triệu đồng, và hôm nay chúng em chỉ gửi tới anh chị những sản phẩm này chỉ có 4 triệu đồng trên một sản phẩm. Và 4 sản phẩm đây, và anh chị nào nhanh tay thì sẽ sở hữu được cho mình. Và điều kiện để nhận được những sản phẩm này là gì? Là quý vị anh chị hãy giúp chúng em chia sẻ 10 video bất kỳ trong kênh YouTube của xưởng đồ gỗ Tuấn Thành của chúng em lên bất kỳ một trang hội nhóm nào đó. Vâng, chia sẻ 10 video lên bất kỳ trang 10 trang hội nhóm nào đó và chụp ảnh màn hình lại để gửi qua số điện thoại 0966 995 686 Zalo chúng em, thì quý vị chị sẽ nhận được mức ưu đãi là 4 triệu đồng trên một sản phẩm này. Vâng, và sau đây em sẽ cùng chị đi chi tiết hơn về từng sản phẩm một để anh chị thấy được những sản phẩm bên xưởng đồ gỗ Tuấn Thành chúng em nó có độ sắc nét và tinh tế như thế nào, và chúng em lại chỉ bán để lại cho anh chị với mức giá 4 triệu đồng. Vâng, thay vì chi phí chúng em dành cho quảng cáo thì nay chúng em muốn gửi tới quý anh chị để anh chị ai cũng có thể sở hữu được một sản phẩm đồng cây tốt, chất lượng, giá thành hợp lý cho gia đình mình, hoặc là có thể làm quà tặng cho anh chị em bạn bè người thân, cho ba mẹ mình. Vâng, thì anh chị hãy cùng em đón xem tiếp video này để đi xem chi tiết hết những sản phẩm này anh chị nhé. Dạ vâng, trước mắt quý vị anh chị đây chính là 4 mẫu đồng hồ cây được làm bằng chất liệu hơm đá và mun đê công. Và hiện tại chỉ còn 4 mẫu này, chúng em sẽ giảm giá cho anh chị với mỗi sản phẩm là 4 triệu đồng. Vâng. Và phía bên trái màn hình đây chính là mẫu anh hùng tương ngộ được làm bằng chất liệu hơm đá Nam Phi. Đó, với thiết kế gồm là một con đại bàng và một con hổ ở dưới đang chọi đầu vào nhau. Đó, nên sản phẩm này được dựa trên ý tưởng những anh hùng, những con hổ là anh hùng môn thú và những con chim đại bàng là những anh hùng ở trên bầu trời kết hợp lại với nhau tạo nên một tác phẩm đồ cây rất tuyệt vời. Và bộ máy này thì tất cả những sản phẩm này chúng em đều lắp máy Sunny Hàn Quốc, bảo hành 3 năm, lỗi 1 đổi 1 cho anh chị. Những mặt đồng hồ rất sáng bóng đẹp. Hàng làm rất kỹ. Những cái đường tỉa cánh này. Đó. Cái mặt con hồ này, mặt con chim đại bàng này. Đó. Anh hùng tương ngộ với chiều cao của sản phẩm này là 1m8, rộng 70 và sâu 45. 4 sản phẩm này đều có kích thước tương đương như nhau, chỉ khác nhau về mẫu mã thôi. Ở phía cây thứ hai chính là cây hoa lan tây đục theo kiểu dáng mới. Đó, anh chị bạn thấy không ạ? Hoa lan tây đục theo kiểu dáng mới. Với mẫu này hiện nay trên thị trường thì em khẳng định luôn chỉ có tại xưởng đồ gỗ Tuấn Thành chúng em. Tại vì mẫu này không phải mẫu đục CNC mà mẫu này là mẫu đục bằng tay. Đó, mẫu đục bằng tay thì anh chị có thể thấy chất lượng và giá trị của nó như nào rồi đúng không ạ? Với những đường móc lật hoa lá tây rất uyển chuyển uốn lượn, mà với mức giá chúng em giảm cho anh chị là chỉ còn 4 triệu đồng để anh chị có thể sở hữu được sản phẩm này, thì giúp chúng em chia sẻ bất kỳ 10 video nào đó của trên kênh YouTube của xưởng đồ gỗ Tuấn Thành lên 10 trang hội nhóm và chụp màn hình lại và gửi cho chúng em qua số điện thoại có trên màn hình đó. Với cái đường đục mắt sàng này, vòng bát quái và những cái tai bèo, những cái hạt tai bèo này đục rất sạch sẽ, dùng rất kênh bong, kênh kệ nổi. Và với những đường vân gỗ hương đá đấy ạ, cái đường vân gỗ vằn đấy ạ. Đó. Đó, sản phẩm thứ hai, sản phẩm thứ ba là kiểu dáng hoa lá tây. Đó, kiểu dáng hoa lá tây này là kiểu dáng cũ. Và với kiểu dáng hoa lá tây cũ này chúng em sẽ giảm giá hơn nữa, nó chỉ còn 3 triệu 7 thôi.
Với 3,7 triệu anh chị có thể sở hữu được một sản phẩm đồng hồ cây với tên gọi hoa lá tây. Đây là mẫu đục CNC nhá. Anh chị có thể thấy mẫu đục CNC với mẫu đục tay nó khác biệt nhau như thế nào. Và tất cả những dòng máy này đều là dòng máy Sunny của Hàn Quốc, đều được chúng em bảo hành 3 năm, đổi một. Đó. Kích thước thì tương đương như nhau, cao 1m8, rộng 72 và rộng 72 và sâu 45. Với mẫu hoa lá tây này thì nó thấp hơn một chút, là nó cao 1m75 thôi. Đó. Và tiếp theo đến mẫu thứ ba chính là mẫu dòng tứ linh trầu nguyệt, nghĩa tứ linh nghĩa là bốn linh vật sẽ trầu lên cái mặt nguyệt này. Đó, đây chính là cái mặt nguyệt trên đỉnh này, bốn đầu rồng này này, bốn đầu rồng đang trầu lên với những đường vân của gỗ mun đơ công. Sản phẩm này được làm bằng gỗ mun đơ công anh chị nhá. Phía dưới này sẽ gồm những con lân long ly quy phượng. Đây chính là con ly đây, phượng ở đây là con phượng anh chị nhá. Em nhầm một chút, đây quy chính là hai con rùa ở dưới đấy ạ. Sản phẩm này có tên gọi là tứ linh trầu nguyệt, được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa, gỗ mun đôi công anh chị nhá, em xin lỗi em nhầm, gỗ mun đôi công. Và hiện tại sản phẩm này trên thị trường là có giá, đang có giá là 7 triệu đồng đến 7-8 triệu đồng. Đó, tùy từng cửa hàng. Và hiện nay hôm nay chúng em sale cho anh chị chỉ còn với mức giá là 4 triệu đồng. Vâng, anh chị không thể mua được ở đâu với một mức giá hấp dẫn hơn như thế đâu ạ. Vâng. Và để sở hữu cho gia đình mình, hoặc là anh chị có thể tặng cho bạn bè người thân mình cái sản phẩm đồng hồ kênh này, thì anh chị hãy giúp chúng em chia sẻ 10 video trên kênh YouTube của Sở Đồng Hồ Tuấn Thành chúng em lên 10 trang hội nhóm hoặc trang cá nhân, để giúp chúng em lan tỏa những giá trị, những cái sản phẩm tốt của làng nghề quê hương Bắc Ninh, để nhiều hơn nữa những anh chị có thể biết đến và sử dụng những sản phẩm đồng hồ kênh tại làng nghề quê hương Bắc Ninh chúng em. Vâng, 4 sản phẩm này đều có giá 4 triệu đồng, và duy nhất sản phẩm hoa lan tây này, đây ạ, sản phẩm thứ 3, cây thứ 3 này thì là 3,7 triệu. Và để và khi anh chị chia sẻ xong thì hãy nhớ là nhấn chụp màn hình để chúng em có thể nắm bắt được. Và chúng em chỉ có 4 sản phẩm dành cho 4 anh chị nhanh tay nhất chia sẻ và làm theo những điều khoản mà chúng em đã nói từ đầu video đấy ạ. Chia sẻ 10 video bất kỳ của kênh YouTube Sở Đồng Hồ Tuấn Thành lên 10 trang. Vâng, và đó chính là video số đặc biệt trong ngày hôm nay chúng em muốn gửi tới quý vị anh chị, để làm sao để quý vị anh chị em mình ai cũng có thể sở hữu cho mình, cho gia đình mình, hoặc là làm những món quà dành tặng cho ba mẹ người thân rất là ý nghĩa. Những sản phẩm đồng hồ cây rất tuyệt vời, được làm chạm làm thủ công tặng từ những người thợ làng nghề quê hương Bắc Ninh chúng em. Và hãy anh chị hãy ủng hộ cho chúng em bằng nút đăng ký kênh và chia sẻ cái video này để nhiều người hơn nữa có thể nhận được những sản phẩm giá trị từ Sở Đồng Hồ Tuấn Thành chúng em tới tất cả mọi người. Vâng, và xin cảm ơn quý vị chị đã xem video này. Hẹn gặp lại quý vị chị ở những video tiếp theo của Sở Hữu Tuấn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị ở những video tiếp theo. Xin chào.